Chào thưa quan, rồi chú nói chuyện trước đi, rồi chú bận công việc cái chú ra liền. Dạ. Với cái tinh thần hiện nay là chúng ta tập thể dục mà rèn luyện sức khỏe để bảo vệ tổ quốc, thế nên là tập thể dục nó chỉ bình thường, cái món mà ngon ngon ngày ngày thì chủ yếu là cái món đu thôi. Đấy. Mà cái món đu thì là mấy anh Ngụy ngày xưa là anh giỏi món này lắm, thế nên là mình xin giao án là chuyện bình thường. Mình như coi như là cái môn đu là coi như cái môn đu là mấy anh đó là nhưng mà nhắc tới cái này mới nghĩ đúng ra cái này lại chửi tụi nó nữa nè chung nè, đúng không? Này phù gì anh, tức là tụi nó đu rất là giỏi, đu xà đu cây rất là giỏi đúng không? Vậy tại sao các kỳ thế vận hội á, hay là những kỳ SEA Games á, tụi nó mà gọi là luôn muốn làm gọi gì rạng danh Việt Nam hay là kia nội, vậy tại sao nó không về nó tham gia cái môn gọi là thể dục dụng cụ để đu dây đu xà để lấy huy chương vàng về cho Việt Nam ta, để cống hiến chứ đúng không? Tôi vừa rồi thì chung cũng biết, mọi người cũng biết rồi, vừa rồi có hai vận động viên gì bóng rổ hả, đúng không chung? Hai vận đi bóng rổ hai chị em thì phải, Thảo Vi Thảo Vi đó, họ cũng vì đó, vì tinh thần dân tộc Việt Nam họ về, họ tham gia để họ lấy huy chương cho đất nước Việt Nam, đúng không? Trong khi tụi này như chúng nó và mọi người thừa nhận với nhau á, nói về cái môn đu xà đu dây là tụi nó mà đứng nhì thì không ai tranh vé nhất được. Vậy mà trong khi một thì ra rã suốt bao nhiêu năm qua là vì dân tộc, vì với hương bla bla bla, vậy mà chớ hề bây giờ thấy thì về tham gia đăng ký vô là những cái môn đó để gọi là lấy huy chương về cho đất nước. Và tại thì vậy đó, bởi vậy Quang Lâm nó chửi là hợp lý, Quang Lâm chửi là không có sai tí nào, ở chung công nhận không? Không, như cái này có khi nào mà chúng ta lại nghĩ oan, không biết đâu là mấy anh ấy vẫn tập chưa thành tài. À, mặc dù đu nó hơi lâu tí, mấy chục năm rồi, nhưng mà ví dụ nó chưa tốt nghiệp. chưa hạ càng được. À, khó, tức là chung đang phân vân giữa hai cái tình huống. À, là nếu mà đu á, mà trong gọi con đường mà gọi là tranh sống tranh chết đó đúng không, thì chắc chắn là sẽ lấy giải đúng không? Còn vấn đề nếu mà đơn giản là thi là ok, thì thích thì thi, không thích thì thôi, thì đâm ra nó còn hời hợt trong vấn đề đó đúng không? Ý chung là vậy vậy, thì nó cũng một phần thì cũng là theo ý em là ý đó, một phần hình như hội này nó học mãi nó không tiến bộ sao, mãi người có cái món ruột đấy mà mãi không tốt nghiệp được, không thành tài, tập bao nhiêu năm mà vẫn chưa thành tài để mà đi thi đấu, kiểu này không biết tập đến bao giờ. Con ông đang ở xứ xứ Bắc Âu lạnh ông đu lẹ lắm, dùng ông đang đu à, ông đang đu á, ông đang tập, ông học được nhưng đâu, mà nhưng mà bây giờ cái này là khó này anh này, thực tế là anh em nó có, em nói một cách nghiêm túc, anh em Ngụy nó có thành tài đi chăng nữa, khả năng là em nghĩ là nó không thể đi thi đấu được đâu, bởi vì các cái môn thi đấu ở SEA Games hay là Olympic các thứ, các giải thể thao là nó có cái môn ví dụ như là xà đơn này đúng không, hay là cái gì chung quy là nó chỉ có món nhảy xa, nhảy sao, nhảy đu xà các kiểu. À, nhưng mà cái xà nó được cố định một cách nó vững chắc. À, không đấy, nó không đung đưa đúng không? Đúng rồi, nó không có đung đưa, nó không có lắc qua lắc lại, thế thành ra các anh có mà thành tài thì các anh cũng không chơi được, các anh phải chơi cái món nó phải đung đưa cơ, nó mang tính chất thể thao mạo hiểm cơ, thì mới được. À, mới đúng ở trường của bạn đúng không? Ở trường đấy. No, hello, chào ông chú đến từ xứ sở Bắc Âu, hào quang rực rỡ, xứ sở thần tiên. Chào thưa Quang, chào Trung và mọi người ở dưới. Lâu lắm rồi cũng không lên và mình cũng hơi ngại. Nói chung là già nhưng mà tính cũng hay xấu hổ mắc cỡ. À, đó. E thẹn đúng không? Còn hay e thẹn hả? Nhưng mà không phải là e thẹn, nhưng mà nói gì nói chứ nó cũng hơi xấu hổ tí. Xin ngắt lời Trung tí với cả mấy anh em, tại vì hồi nãy nghe cái clip của Quang Lâm thì nói chung thì thế này, đồng ý, mình cũng đồng ý rằng là ở hai phe, mỗi phe nó một cái lý do gì đó. Thế nhưng mà bây giờ mình khoan nói cái chuyện mà này chuyện kia, mà mình chỉ nói cái chuyện mà giữa
bộ đội Việt Nam và lính Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa, mấy ông đó. Thì vì gia đình chú thì cũng có người đi sắc lính này, sắc lính kia, thì chú cũng hiểu phần nào. Thế nhưng mà chung quy nó là thế này này. Theo như chú được biết, gia đình chú kể lại, thì đa số những người lính Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa, và nó thẳng là nó đi là vì tiền. Rồi vì ôi dồi ôi, mặc quần áo oai hùng quá để về cua gái, cua ghiếc. Thiếu đéo gì thằng chú quen ở Sài Gòn, bạn bè anh em của chú, gia đình chú, mẹ mang lính vô, mặc đồ đẹp vô. Chính anh rể chú cũng là lính, cũng là biệt động quân, rồi cũng chết rồi. Đi, mẹ nó về nó bảo là chỉ có gì đẹp rồi đăng lính này lính kia, rồi về để giật le với gái, đi nhảy đầm ăn nhậu vì tiền. Trong khi đó, những người bộ đội đi hồi xưa, người ta hy sinh. Tức là mình hồi xưa mình gọi một danh từ là hy sinh. Hoặc là ví dụ như lúc mà đi ấy, đi bộ đội ấy, thì những người lính lúc đó hào hùng lắm, tức là hãnh diện lắm. Cầm cái nắm cái bàn tay phải đưa lên trái tim, thề rằng là một xanh cỏ hai đỏ ngực, là thề cho mày mà hy sinh cho gì, cái gì cho tổ quốc quyết sinh mà. Tức là người ta đi không vì một đồng tiền, lương bao nhiêu mẹ hồi xưa, cái thời trước giải phóng lương có 5 đồng bạc, mà 5 đồng lúc đó không mua đủ được một gói thuốc. Nhưng mà tất cả những người lính trẻ 20 có, đang học có, rất là nhiều người luôn. Có những người là chính mắt chú chứng kiến. Đi khám bộ đội hồi xưa là loại A, A1, A2, rồi B1, B2. Bà mẹ nó cân không đủ ký, nó đeo mẹ nó đá với chị vào người cho nặng ký để nó đi. Chi vậy? Vì cái gì vậy? Đó. Đương nhiên mình cũng không nói là 100 người nó như vậy, cũng có người người ta cũng sợ vậy. Thế nhưng mà cái tinh thần của lúc đó là cái gì? Dân tộc, tổ quốc. Đấy, chứ không phải là cái gì ở trong kia gì, chạy mẹ rồi. Danh dự cái con mẹ nó chửi nó đúng rồi. Bây giờ đó, mình phải nói thẳng cái này này. Đi sang nước ngoài là cái gì? Đi ăn bám. Đi ăn bám. Đi vô, nó nói là nó ngồi, nó loang loang, nó chửi ở trên mạng thế thôi. Chứ còn nó đâu có biết. Chính chú là cái người đi chứng kiến nhiều thằng nó vào trong hãng. Bị nó chửi như chó. Chửi như chó. Nhưng mà mẹ phải cúi mặt xuống. Thì về thì bốc cứt. Thì lại là hôm đấy tiếp. Được chưa? Thế nhưng mà lên mạng thì ai biết đâu thì oang oang lên, rồi những người không biết thì ui xà, thiên đường cái gì, cái gì. Mà hào quang rực rỡ, hả? Hào quang rực rỡ, rực cái con đĩ mẹ nó chứ rực cái gì. Đồ mẹ đồ chó chết chứ hào quang rực rỡ. Mẹ, ở bên Mỹ nó đâu phải là bây giờ người ta không biết thì mày đi cày 2-3 job thì mặc may mới trả đủ nổi bill. Mà tiền thì đéo có, về Việt Nam đi chơi thì mẹ tính, mẹ thua mấy thằng Việt Nam xa. Đấy, thấy chưa? Bằng chứng là rõ ràng. Nhưng mà Thơ Quang hoặc là Quang Lâm hoặc mấy người kia nó chửi chó vàng, vện vàng thì nghe nó cũng ấy quá. Chứ chú thấy mẹ nó còn ngu hơn có loại bò, loại trâu nữa cơ. Ê, tôi thấy nói kiểu đó là hơi, anh nói vậy là hơi xúc phạm là trâu, bò trâu đó. Tại vì mẹ quất mẹ vào đít trâu với bò đấy. Mà thực tế mà nói ra, tại vì bây giờ thực tế mà mình nói, mình có ghé vào cái lỗ tai con trâu mình chửi nó, đúng mà mình chửi từ lỗ tai này qua thế kia nó cũng đéo hiểu gì đâu. Cho nên là bây giờ nó lên trên mạng rồi, lên kia nó chửi, nó bảo đổ chế độ rồi, cái gì hòa hợp dân tộc. Cái hòa hợp dân tộc, hòa giải dân tộc chẳng qua nói là nghe sang thôi. Không lẽ bây giờ một tuổi về bố mà đéo cần mày hòa hợp thì nghe nó kỳ quá. Nhưng mình chỉ là mẹ phó thường dân Nam Bộ thì mình cứ chửi thẳng vào mặt nó. Đồ mấy thằng chó mày, chết mẹ mày bên đó đi. Bố mày cần đéo gì hòa mày, 1-2 triệu người ở Mỹ bốc cứt. Đi bốc cứt mà ăn. Mẹ mình nói cha bên Việt Nam mẹ hồi xưa, ví dụ từ cái thời ông cha mình để lại Lê Chiếu Thống, bây giờ Lê Chiếu Thống ở đầy bên đó. Bây giờ bọn nó chỉ không gắn về nhà, nếu mà bây giờ mấy thằng Mỹ mà quay trở lại thì lại đi bắt lên người thôi. Chứ còn tụi nó mà làm ăn cái gì? Mẹ mày bao nhiêu năm nay, gần 50 năm nay rồi, giải phóng rồi. Vẫn cứ oang oang, chó sủa, hết cha sủa đến con sủa, rồi hết con sủa đến cháu sủa. Con chó mà sủa thì đéo nó cũng bị mấy thằng bắt chó nó bắt. Nó bắt nó gõ vào phần, bỏ cái nơi làm thịt. Mẹ sủa lắm thì bị bắt thôi. Hết đi. Ê, cái này có lý rồi nha, có lý à. Đéo mẹ nó hồi xưa tôi này, tôi là cái thằng, mẹ tôi là cái thằng đã xử lý chó sủa mà sủa như chó. Mẹ hồi xưa ở Việt Nam bố quăng cho trái mướp lạnh dạng luôn. Nướng không mướp, chó mướp mà phải nướng chín kìa, nướng chín nóng quăng nước gà ông nướng chín để mà mướp á. Đấy, làm rồi. Mình cứt rồi. Tại vì nó chó mà nó gửi cho mùi cứt.
Chẳng qua này đôi khi mình nghe nói thì mình nổi điên, mình lên mình chửi thế thôi, chứ cái loại này là chó cũng chả giống chó, mà thú thì cũng chả giống thú, biết thú gì nữa. Nhưng mà có loại thú hai chân thôi thì nó cũng chết à, nó gáy gáy thế thôi. Chứ còn mà hồi xưa là bao nhiêu vạn quân rồi, lớp là vũ khí, lớp máy bay, lớp tàu chiến, còn bốc cứt đeo mẹ bây giờ. Ô chà, ông chỉ địt một cái là địt tạo mày, không biết là mày bay đến phương trời nào. Anh nói sao chứ, người ta giờ nói gì đó chứ, thời điểm đó là người ta cũng là quân lực hạng tư thế giới. Ui, mà anh. Trời ơi, quân lực hạng tư là tụt quần chạy hả? Trên thế giới này chưa có một quân đội nào mà sao chạy, chưa có. Chỉ có lính của Việt Nam Cộng Hòa. Úi giời ơi, cờ vàng ba sọc nhá, hãnh diện nhá. Phim tài liệu còn có mà, à, tài liệu còn đây. Úi giời, quân sao lọt chạy, súng thì vứt đằng súng, áo thì vứt đằng áo. Úi giời, đéo biết là sắc lính gì nữa, sắc lính. Nhưng mà nói gì thì nói, tức là người ta cũng phải có một cái cơ sở nào đó để người ta tự nhận mình là quân lực hạng tư, hoặc là ví dụ Mỹ nó thừa nhận, hay là quân lực hạng tư là hồi xưa là cái thời chiến tranh Việt Nam, em mới không chiến tranh Việt Nam à. Tức là ở trong Sài Gòn thì lớp nào duyệt binh, nào lớp nào là xe tăng nhiều giống vũ khí, tức là cái số lượng vũ khí và cái vũ khí trang bị nó đưa vào thì là sức mạnh của nó là úi xả ơi nhá, rồi là 1 triệu quân nhá. Đấy, rồi lớp nào là máy bay, rồi đủ các loại A-37, A-34, rồi thành mẹ nó B-52, còn đéo ra cái gì nữa mà nói chuyện chi, tức là A chú nhủi. B-52 đâu mà bừa cho tao còn không anh. Có một quốc gia nào bắn hạ B-52 nhiều bằng Cộng sản Bắc Việt? Đây, dạ. Chưa có quốc gia nào bắn được B-52 mà chỉ có Cộng sản Việt Nam bắn được thôi, đó nó rõ ràng. Cộng sản bắn xuống, úi xồi ôi, rớt như sung nhá. Bằng chứng là gì? Năm 1972 trao trả biết bao nhiêu sĩ quan của không lực Hoa Kỳ, tức là mạnh nhất trên thế giới. Úi xồi ôi, đi mặt cúi xuống như những con chó. Có một số cái luồng thông tin của những thành phần bên kia đó anh. Họ nói rằng là cái thông tin bắn hạ B-52 là không có thật. Là do B-52 bay là tức là xạo á, xạo tức là do B-52 nó hết dầu nó rồi. B-52 nó hết dầu gì đó. Đây bằng chứng sống là vẫn còn đang ngồi đây, vẫn sống đây. Ừ. Đây còn ngồi đây, đéo có súng mà bắt lại ông đập bỏ mẹ, nhưng mà tao cản nó đéo cho đập. Mẹ mấy thằng vớ vẩn chỉ nghe tin tức thôi, nó có chứng kiến không? À. Thời đó thanh niên là tức là cái lòng căm thù đến nỗi mà dù mặc dù là bom đạn rơi, nhưng mà khi mà thấy B-52 rớt là anh cũng vẫn là xông pha rồi đi kiếm phi công để bắt nó, đúng không? Trời ơi, nhưng mà nghe được ông già ông đứng ở trên ông nói ối trời ơi nó rớt kìa con, nhảy du xuống. Ôi hồi xưa thằng Mỹ nó cao 2 thước thì tại mình đứng mấy tí à, nhưng mà bố mà sẽ gậy tre nhá, mà tre gọi là người ta gọi là hồi xưa ngoài Bắc là tre đực á. Chứ là cái mật đó, đúng không? Xe đực đi xe đặc trụ. Nó đặt phát là coi như là má mày nhìn mày không ra. Rồi mà quốc vô cái đái cả lít đó. Hồi xưa là trong Nam thì gọi tầm vông, chứ ngoài Bắc là xe đực đi ông, mà xe đực mở bằng cục tay mà quất phát là coi như mà má mày nhìn mày không ra luôn. Nhưng mà mày bố mày không nhận ra, chứ ở đó mà mấy thằng cửa vàng và bố lão. Mà hồi xưa đấy bắt bao nhiêu thằng tù binh, thằng đại tá gì bị bắt mà trước khi mà đánh giải bóng đó thằng gì đó. Gì Thọ đó. Rồi lúc mà đi học tập mấy thằng cha tướng đó ngồi. Lúc đó sao không thấy nhục với trời, à, bây giờ gáy đấy bố nó đó, chú nó đó, bác nó đó, anh em nó đó, cái đó là giả hay là thật? Thay vì thôi ta nhục thì ta câm mẹ cái mỏ nó đi đấy, bây giờ quang quang lên mà nhục thì không biết mà điểm mà đúng là mấy thằng này. Nhưng mà bây giờ thế này nè, anh bắt với anh nhất là mọi người nè, tức là cái vừa rồi trong đoạn clip á thì em thấy mắc cười, tức là họ những thành phần bên đó đó thì họ lại đi là vinh danh, tức là họ tưởng niệm những 58.000 lính Mỹ đã chết trận tại Việt Nam chúng ta. Đúng rồi. Anh hỏi em trong khi ngược lại, ý em nói là trong khi ngược lại thì kể cả những người gọi là người dân Việt Nam đi, ngày xưa họ cũng theo chế độ Việt Nam ngoài thì họ cũng chết, đúng không? Tức là vấn đề ở đây á thì anh và anh Nhất thấy như thế nào, trong khi là họ lại đi ca ngợi 58.000 lính Mỹ đó và tưởng niệm 58.000 lính Mỹ đó. Bây giờ anh chỉ lấy còn những đồng đội của họ năm xưa thì họ không đề cập đến, thì theo anh với anh Nhất thấy thế nào? Đồng đội thì quên đi, đồng đội chết thì kệ đi, để tôi để nói nha. Anh lấy một cái ví dụ rất đơn giản, ví dụ như vậy nha,
Ví dụ như cái nhà hàng xóm, cái đầu làng, đầu xóm mình không quen biết. Dạ. Nhà người ta có một cái đám ma. Dạ. Tự nhiên em đội tang em đến thì em thấy có ngộ. Ừ. Tức là mày có mắc mớ gì đến mình đâu. Mà phải đi tưởng niệm. Mà cái thứ nhất là cái gì? Ví dụ như cái người chết đó, người ta có cống hiến cái gì cho cái đất nước của mình, hoặc là ví dụ như là một nhà bác học hay là cái gì đó, đại khái nói chung về cống hiến vì dân tộc của mình. Hoặc là ví dụ như chẳng hạn cái ông hàng xóm đó, ông vì gia đình ông hy sinh, thì vì tình vì nghĩa thì mình đến mình qua đi. Còn đây là khi mình thấy là khi mà bắt đầu mà chấm dứt chuyện của Pháp, sau khi mà Việt Nam đang chờ để bầu tổng tuyển cử, thì sau đó thì Mỹ nhảy vào và đã bao nhiêu tàu đổ bộ, nó đổ bộ quân vào Đà Nẵng, mang súng, mang ống, mang đủ các thứ, lớp nào là xe tăng, lớp nào M113 đủ thứ. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là xâm chiếm, cái đó xâm lược, xâm lược, xâm lược đất nước của mình. Rồi cuối cùng cái tự nhiên bây giờ tôi lại phải đến tôi chào nó, từ kỷ niệm đó nó chết à? Thì mẹ tôi đâu phải thằng điên đến mà tưởng niệm với thắp nhang đến mẹ mày. Mẹ ông chưa đào mồ quốc mã mày lên là mẹ nhà mày đã có phước 70 đời rồi đó. Còn những cái thằng mà nó đến nó tưởng niệm là em phải nên nhớ một điều rằng là tại vì ở bên Mỹ không biết nó có giống có cái nhà thương điên giống Biên Hòa hay là chợ quán mình không. Nhưng mà đa số là hình như là thì mẹ nó bị chập. Nếu không, mà nó không làm phải, như vậy, không nếu mà nó không ấy như vậy thì nó đéo được ăn. Tôi cắt ngang chỗ này, tôi cắt ngang chỗ này. Cái thằng thủ lĩnh của cái nhóm đó đó, bây giờ nó có uy tín với cái đám đó bển phải không? Nhưng mà nó lỡ một cái đi ra ngoài đường bị chó dại nó cắn mà nó quên chết người rồi, cho nên mới có xảy ra cái tình trạng bây giờ nè ông nội ơi. Đó. Rồi nói tiếp. Mà bên Mỹ thì thời tiết đó, ba hồi nóng ba hồi lạnh, cho nên cái loại mà nó chập chập thì mới nhiều lắm. Nhưng mà em nghĩ những con người đó họ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết đâu. À. Chắc là ảnh hưởng bởi vì đồng tiền hay bị miếng ăn gì hết rồi. Nói chung là như vậy, tại vì sao? Nếu mà anh em mà có để ý, cách đây không lâu thì cũng có một cái clip của cái thằng phố Bonsa TV á. À. Nó đưa lên nó phỏng vấn những người mà đi biểu tình á. Đúng rồi. Cú nhất là những người đi biểu tình hoặc đi làm những cái chuyện mà rồi bu. Khi người ta hỏi đến thì bảo tôi cũng chả biết đó. Tôi chỉ biết đi là đi thôi. Đúng là cái đồ chứ chó ngu. Đồ người ta ở Việt Nam hồi xưa ông bà mình nói câu gì? Việc nhà thì nhát mà việc chú bác thì khôn, mà đúng mày đây việc chú bác còn đéo biết việc chú bác còn việc gì cơ. Thấy không? Đấy cũng là một trong bằng chứng của cái đám cờ bạc nó ngu đấy, nó ngu đến mức độ mà không biết nó đang ăn cơm hay ăn cứt mà nó không biết là ăn gì đó. Đúng không? Nói xin lỗi không lẽ cái này mình nói tục tụng mày uống đéo biết là uống ly cà phê hay là uống cái gì đó, cái gì cái mình bằng cái mình nói là cái quần mình hút của Việt Nam, người Việt Nam mình hay nói đó, quần què mè uống cái quần què đồ cái thứ chó chết. Bữa nay ai nhập chú mà chú mần dữ chú bắt mần dữ đây vì đồ của mẹ hôm nay cũng đang nổi hứng đi làm về sớm chút xíu. Với hôm qua mày được chửi mấy thằng Tây, nó mướn mình vào làm sếp, hào quang rực rỡ, nó tưởng Việt Nam mình ngu. Đấy, những thằng cộng sản ngu, ai dè thằng cộng sản còn khôn lên nó. Đó, ê, tiếng thằng mặt chửi luôn mẹ anh cho. Tiếng thằng mặt chửi luôn mẹ. Phò phén. Thì chỉ là mặt chửi đủ mẹ đó. Đó thì phò phén đó. Mà biết sao nó nói là nó không bày làm đi cho tao coi. Tưởng sao làm sai hết, rồi đủ mẹ nổi điên lên chửi. Tôn thờ tôn cái mà mẹ mấy thằng cờ vàng. Mẹ nó rồi nhưng mà quá trong khi đó mới lâu quá rồi bực mình cái đám này lắm rồi không có chửi. Hôm nay mới uống có hai cái xe trừng whisky nhưng mà nổi điên lên thì mẹ mình. Nhưng mà khi mà xem lại những câu chuyện như vậy á thì theo anh á, theo anh thấy là Quang Lâm chửi những thành phần đó còn tệ hơn cả một con chó thì anh thấy nó có hợp lý không? Cái đó nó còn nhẹ quá, anh thấy nhỏ quá. Tại vì bây giờ ở trên đời này nó không có cái con thú nào nó tệ hơn những con chó, con bò, con trâu nữa. Tại vì cho nên nó không có thể lôi ra được, nó chỉ có cái con chó thôi, ăn cướp thôi. Thì đại khái như là chó là con ăn cướp mà, chứ bò, trâu bò thì đúng rồi, ông Nhất ông nói cũng đúng rồi. Nó hơi bị ấy quá, nhưng mà có điều là trâu bò thì nó không ăn cướp khổ thế như này. Sỉ nhục nó, nói kiểu đó, ừ, so sánh với trâu bò thì sỉ đúng, nhục. Đúng, xin lỗi, tại vì chỉ có chó ăn cướp thôi.
chứ còn người ta thì làm gì có cái vụ đó mấy anh em. Trời ơi trời, mà cái loại tệ hại nhất thì chỉ có là chó đi ăn cướp thôi chứ không còn ai hết đấy. Nhưng bây giờ không còn cái loại nào nó tệ hơn nữa thì Quang Lâm đương nhiên nó chỉ đưa ra chó thôi, hoặc là vệ vàng ấy, có chỗ lịch sử vệ vàng giống nó như... nó vinh danh chiến sĩ Mỹ trận vong ở Việt Nam. Quang vong mà người ta nói là ví dụ như là hy sinh hay là từ trận hay chết. Cái gì trận vong từ mà gọi là tử trận là chết đó. Trận mà trận vong cũng là chết trận. Nói chung mà... chết, nhưng mà chết trong cái hai cái, một cái chết trong phòng danh dự huy hoàng, còn cái chết thì xâm lược ba, khi xâm lược người ta, và cái chết đấy tụi dân Mỹ này nó đâu có bao giờ nó vỗ ngực tự hào đâu. Mà tôi xin nói với các bạn thế này, tất cả những người dân trên thế giới này thì tôi không dám nói, nhưng mà rõ ràng là tôi từng đi làm ở Úc, ở Tây Ban Nha, ở Áo, ở Tây Ban Nha, hiện nay tôi đang công tác bên Thụy Sĩ, các cái khi mà hỏi những người dân mày thấy tụi Mỹ sao, mày thích không, nó không có đồ mà tụi Mỹ là đồ mà phạt nó luôn đó, tụi nó đâu có ưa. Nhưng mà tại vì vấn đề chính trị hoặc là vấn đề làm ăn về kinh tế thì chính phủ với chính phủ thì người ta ban giao, chứ còn nói về thực tế dân nó không thích. Không có một người dân nào mà bảo đây bảo là, có thể có một số nào đó nó thích, thế nhưng mà đa số đều nói đó là không thích. Tại vì nó nói tụi nó là độc tài, tụi nó là đủ mà coi như là coi thiên hạ này không ra cái gì, nhưng mà thực ra tụi nó không ra cái gì hết. Đó. Chứ đâu phải là tốt lành gì đâu. Nhưng mà nếu mà vậy tại sao là những thành phần cờ vàng nó lại bảo là Mỹ là cái gì à, là nhân văn, Mỹ là văn minh, Mỹ là cái này cái nọ thế kia. Em có biết tại sao hồi xưa mà ông bà mình có nói câu là ếch ngồi đáy giếng không? Nó đã đi hết thế giới chưa? Nó đã đi hết thế giới chưa? Nó đã biết hết rồi chưa? Bây giờ anh nói thẳng với tụi nó luôn này. Có một số người nào thì anh không biết, anh sang Mỹ rồi, nhưng mà châu Âu này anh cũng đi rất nhiều nước rồi, anh đi làm việc. Tụi nó đã được thằng nào sang được châu Âu chưa? Bao nhiêu thằng? Nó biết gì về cuộc sống bên châu Âu chưa? Chưa. Xin lỗi nha, xã hội của Mỹ và cái nhân quyền của Mỹ và cái mức sống của Mỹ đi chết đi, bốc cướp đi mấy thằng chó. Đây nè, hiện nay lần đầu tiên đến Thụy Sĩ mà em biết đâu cuộc sống của Thụy Sĩ này cái dân cỡ như Mỹ hả? Đi ngủ. Quên đi. Thua à? Mỹ thua xa hả? Thua nhiều. Đâu, thua nhiều. Ở đây là khi mà một cái công ty nào mà trả lương nước ngoài mà trả lương thấp hơn người dân của Thụy Sĩ, có nghĩa rằng là người đàn ông ở Thụy Sĩ làm việc minimum của nó khoảng 5.000 franc Thụy Sĩ franc. Đó. Mà nếu như công ty nào mà trả lương tháng mà dưới 5.000 franc là công ty đó bị phạt và người nước ngoài sẽ bị trục xuất. Là tại sao? Là tại vì mày vô đây mày phá giá thị trường thì công nhân của nó sẽ thất nghiệp. Ví dụ như 5.000 franc mà mình trả cho nó chỉ có 4.000 franc cái thằng nước ngoài và là bị phạt ngay. Đó, tức là mày vào đây mày phá giá để công nhân của tao, mày đuổi để cho công nhân của tao có việc làm, người của tao có việc làm, có thế thôi. Thấy không? Bây giờ đó thôi là mình đã thấy nó khác rồi. Chứ đâu phải mà là mày thích trả cho tao 5 đô, 10 đô không có, quên mẹ mày đi. Đó. Cho nên là nhiều khi ấy còn đường phố các cái sạch sẽ. Đấy, hồi nãy rõ ràng là anh cũng hỏi thế bà chủ nhà hàng, ở đây có ăn xin ăn mày, nó bảo không có, cái vụ đó là không có. Ở đây có ăn cắp mặt không? Không có luôn. Đường phố rất sạch sẽ, người dân rất rất lịch sự. Anh ra ngoài đường, anh không quen ai hết, anh đi ngang cái chỗ thấy có một hai người đứng chờ xe buýt. Buổi sáng người ta vẫn chào buổi sáng, vẫn người ta buổi trưa. Rồi anh đang loanh quanh ở thành phố lớn, nó hỏi mày có cần tao giúp cái gì không? Mình đâu có quen đâu. Nhưng mà ở Thụy Sĩ có chó sổ không anh bác? Không, chó quên mẹ nó đi, mấy thằng chó vàng là quên mẹ thì cho ăn cứt ở đây nó không nuôi. Có thể nó có một số thành phần đó ở thủ đô ở đâu thì anh không biết, nhưng mà rõ ràng ở những thành phố lớn anh đang ở, anh đang đi đây, nói chung cái loại mà chó vàng, chó vẹn, chó cứt đó thì không có. Tại vì cái loại đó không có, tại vì sao? Ở đây chó nó đéo đi ngoài đường, ỉa cho mấy thằng đó nó điếm. Nó ăn khổ thế nhỉ. Đây là nói chung nói với tụi này. Đây đúng bài. Bài. Chung còn đó không Chung? Thôi để Chung với anh Nhất nói đi. Thôi bây giờ mình xin xuống mình nghe đi. Nhá. Ngồi tới đây xuống ngồi gì? Đó nghe. Rồi
ngồi đang nghe, đang nghe ông Phú đấu chung hay là chung nó hỏi gì sao ngồi đang chửi ngon trớn hình như vậy à? Không thì để tôi thiếu tôi chửi nữa thì ngồi đó khoanh tay ngồi, tôi ngồi đây chứ tôi đâu có đi đâu đâu. Ừ, khoanh tay ngồi.